Vừa qua, thang máy tại một khu chung cư ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị trục trặc theo cách không thể ngờ tới. May thay camera an ninh đã ghi lại được tất cả. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy một cậu bé đi vào thang máy, tiêu bậy khắp nơi và cố ý nhắm vào bảng điều khiển. Sau khi hành sự xong, anh chàng cố ấn nút để mở cửa ra khỏi thang máy. Tuy nhiên bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy do chập điện. Thang máy bị kẹt lại, nhốt luôn cậu bé dại dột bên trong. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Khoảnh khắc hài hước hối hận thì cũng đã muộn. Đã bao giờ bạn ước mình có thể quay ngược thời gian để thực hiện một điều gì đó hay chưa? Chắc chắn là có. Dù sự việc là lớn hay nhỏ, hầu như mỗi người chúng ta đều có rơi vào những thời điểm như thế. Một khoảnh khắc hối hận tức thì sau sự việc nào đó, tệ đến mức bạn ước mình có thể bắt đầu lại. Dĩ nhiên thời gian không thể quay ngược. Thứ chúng ta có thể làm là rút kinh nghiệm những điều đã xảy ra để không phải hối hận sau đó. Và bạn sẽ không thấy đường độc đâu sau khi xem qua những tình huống hài hước mà các nhân vật trong đó cũng hối hận tức thì sau đây. Nghiệp cuộc tức thì chính là dùng để mô tả sự trừng phạt dành cho người đàn ông này. Có lẽ lúc trước chuyên trốn tiếp môn vật lý hoặc cây súng của gã quá mạnh khiến hệ thống điện bị đoạn mạch và toàn bộ thang máy bị trục trặc. Với những khán giả cuồng nhiệt với bóng đá thì việc theo dõi trận bóng mà mình yêu thích là điều tuyệt vời nhất. Thế nhưng ai đó đã sai lầm khi liên tục tắt TV để trêu ghẹo anh chàng này vào những lúc gay cấn. Chủ của những con ngựa này muốn chia sẻ cảm giác thích thú của mình trong một ngày tuyết rơi nên đã cho chúng chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi bước ra, những con ngựa lập tức hối hận vì những gì chúng đã làm. Siêu thị điện máy xanh tại một thị trấn ở Anh đã gọi người đàn ông này là khách hàng thất bại của năm. Khi chẳng may sô đổ liên tiếp 4 chiếc TV đời mới có tổng giá trị lên tới hơn 5.000 bảng Anh khi đang lang thang ngắm nghía chúng. Một cậu bé người Đài Loan đã vô tình làm hỏng bức tranh 350 tuổi của một danh họa Ý khi đến thăm buổi triển lãm được tổ chức tại địa phương. Do bị vấp ngã, cái trong tay của cậu đã đục một lỗ trên bức tranh trị giá 1,5 triệu đô la. Sự việc đã khiến cậu bé vô cùng hoảng sợ. May là gia đình cậu đã không phải đền bù bất cứ khoản chi phí phục hồi nào. Bước ra từ nhà vệ sinh trong một lễ hội, bất ngờ gặp một phóng viên, lại còn có cả máy quay nữa. Có lẽ hơi bối rối và cố thể hiện mình là một người văn minh, ông chủ đã khiến người phóng viên kia bị sốc nặng khi rửa tay ở một nơi mà ông cho rằng đấy là bồn rửa tay. Một streamer vì muốn tăng lưu lượng người xem cho kênh của mình đã bất chấp tham gia một thử thách khi cố gắng ăn sống một con vật tuộc. Nhưng ngay lập tức, cô nàng phải hối hận và trả giá khi con vật tuộc bắt đầu phản công. Vào một ngày gần Tết, một người cha muốn giúp cậu con trai của mình đang vất vả chạy củi nấu bánh chưng. Nhưng mà hình như hai cha con không hợp tuổi hay sao, mà sự giúp đỡ của ông suýt nữa tạo thành nguy cơ sau này không có cháu bé. Không chỉ con người mà động vật cũng sẽ có lúc bối rối vì hành động của mình. Giống như chú mèo này, âm thanh bất ngờ phát ra khiến mèo ta hoảng hồn, chỉ muốn tìm đúng một chỗ đặt chân không tạo ra tiếng ồn thôi mà sao khó quá. Sung sướng khi được con trai tặng cho chiếc điện thoại mới, người mẹ đã không ngần ngại đập vỡ chiếc điện thoại cũ. Nhưng khi mở ra thì bà biết mình đã làm sai rồi. Anh chàng này ngay lập tức hối hận khi phỏng vấn và trò chuyện với một cô gái sexy về chủ đề nhạy cảm. Nhưng lập tức anh ta hối hận vì bị ngăn lại và biết được cô bé chỉ mới 13 tuổi. Tội quấy rối tình dục ở trẻ vị thành niên không phải là một tội nhẹ đâu.
Đây là lần truyền hình trực tiếp vô cùng khó xử khi một nam phóng viên ở California đã vụng về biến sự nỗ lực hàng giờ đồng hồ của nhiều người trở nên vô ích sau một cú vấp chân. Vị kỷ lục gia này đã cố để lập kỷ lục về việc tạo ra một bong bóng xà phòng chứa nhiều người nhất với 150 người. Đáng chú ý là trước đó ông đã nhắc nhở nhiều phóng viên lùi ra sau một chút. Một cô gái gợi cảm đã bị nhắc nhở khi hút thuốc nơi công cộng. Thế nhưng cô ta còn khoe điếu thuốc trước mặt cảnh sát. Nói nhỏ nhẹ không nghe, người sĩ quan lấy luôn chiếc còng ra tặng cho cô ta. Đấy, đừng tưởng chị đẹp chỉ có quyền nhé. À, thì ra mày chọn cái chết. Nếu như bạn đam mê với môn đấu vật thì nhớ phải định cỡ đối thủ của mình trước khi quyết định lên võ đài. Nếu không, kết thúc sẽ không khác anh chàng này là bao. Lôi rùa chậm chạp khiến người ta nghĩ nó hiền lành, nhưng cô gái này chắc chắn sẽ chẳng muốn cho nó ăn một lần nào nữa sau khi bị dọa cho hết hồn. Vì tham tài, nhiều người có thể gây nguy hại cho người khác. Tên trộm đã cố gắng đánh cắp một chiếc nắp cống, nhưng chiến lợi phẩm thiên nghiệp đã quật thẳng anh ta xuống hố. TikTok đã bị cấm ở nhiều quốc gia do cáo buộc chia sẻ dữ liệu người dùng về Trung Quốc. Nhưng tác hại của nó không chỉ có thế. Như tình huống hai thanh niên này, họ ném đĩa để qua TikTok nhưng lại không ngờ được hậu quả sau đó của nó. Người đàn ông này chắc chắn hối hận vì đã trêu những con chó trong lòng khi điều này xảy ra với anh ta. Đôi khi một số hành động dại dột thì không cần giải thích, nhưng chắc chắn rằng anh chàng này sẽ chẳng còn muốn xem parkour là một môn ưa thích nữa. Người phụ nữ đã dùng sự to mồm của mình để chống đối lại quy định và từ chối đeo khẩu trang ngăn ngừa lây nhiễm Covid ở nơi công cộng. Ban đầu cô ta cao hứng vì không đeo thì cũng chẳng ai dám làm gì mình. Nhưng ngay lập tức cô phải hối hận với sự ngu ngốc của mình khi cảnh sát xuất hiện. Nhiều người chỉ dừng trước đèn đỏ khi họ phát hiện cảnh sát giao thông. Nhanh hơn thiên hạ vài chục giây luôn khiến vài người cảm giác mình ưu tú. Người lái xe này cũng vậy, anh ta vượt đèn đỏ nhưng rồi ngay lập tức hối hận đã làm điều này. Cầu thủ trong cặn khúc quần cầu này liên tục phàn nàn về quyết định phạt đền của trọng tài, cho rằng ông không công bằng. Mãi cho đến khi pha bóng lỗi được chiếu lại thì anh ta mới im lặng. Đôi khi chúng ta nghĩ mình là một thiên tài vì đã nghĩ ra một giải pháp sáng tạo, chỉ để hối tiếc ngay khi nó thất bại. Nhưng người đàn ông này vừa tự hào về sáng kiến để ngăn xe mình không bị tụt dốc thì ông cũng liền mếu mặt với nó. Hiệu trưởng của trường này hối hận và phải lập tức cắt micro sau khi để cho sinh viên thủ khoa lên một phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Bởi bài phát biểu là sự phô bày tất cả những gì tồi tệ mà cậu sinh viên này đã gặp trong thời gian học tập tại đây. Trong trường không có tổ chức, đoàn thể sinh viên nào thực thụ, cùng với đó là thái độ chuyên quyền của một số giáo viên, ban giám hiệu và thành viên hội đồng quản trị đã ngăn cản chúng em phát triển về khả năng lãnh đạo. Hy vọng điều này sẽ thay đổi. Vừa rồi là những khoảnh khắc hài hước với những cảm xúc hối hận thì cũng đã muộn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!